Đồ Câu Quang Thanh xin kính chào cô, chú bác, anh chị em. Hôm nay ngày 28 tháng 6, em lại tiếp tục lên một video là 428. Video này là một lô máy bài Nhật các bác nha. Và ở đây có 3 cái bao. Thì nó vừa về 3 cái bao thì em cũng đăng lên cho các bác luôn ha. Đó, các bác nào chưa có bao thì cứ liên hệ về số 0778873789 các bác nha. Rồi. Rồi để em lên cái mã đầu tiên cho các bác lựa chọn nha. Lô này thì em cũng bao ship cho các bác luôn. Các bác được kiểm tra hàng trước thanh toán nha. Cái mã hàng đầu tiên là M370. Đây. Thì các bác nào yêu thích kênh em thì cho em nút like và nút đăng ký nha. Rồi lần sau em đăng hàng lên này các bác thấy được ủng hộ em ha. M370 các bác nha. M370 là một con máy ngang, máy tròn. Máy này, dòng máy này cho các bác đánh biển nha. Đây. Máy này rất khỏe nha. Dòng này rất khỏe, rất mượt mà các bác nha. Đây. Cái này là quay nhà cước nha. Đây. Peter 340. Máy Nhật hiệu Olympic nha các bác. Này. Còn máy còn ok, còn đẹp nè. À, cái này là nhà cước, còn ấn cái này xuống này các bác quay vào ha. Cái bùn nữa, vặn cái bùn lại. À, các bác vặn cái hoa này vào lại nó mới quay nha. Đấy. Rồi M370 các bác nha, trọng lượng của nó là 580g. 580g, giá là 250k. Con máy biển này 250k các bác nhé. Máy rất mượt mà nhé. Rồi tiếp tục em lên cây M371 các bác nhé. 371 là một con máy ngang quay tay phải, dành cho các bác đi lure các bác nhé. BW2 ha. Cái này là cái bun của nó các bác nhé. À, cái này cái vặn giảm tăng giảm này. Nhưng mà ở đây có cái tem thì mất cái tem các bác nha. Cái này cái bun nào cũng vậy, cái bun này, đây cái bun này nó cũng tăng giảm các bác nha. Máy hoạt động rất ok các bác nha. Đấy. Cái này là ấn xuống là quay cước ha. Đấy. Cái này là xả cước nhanh ha. Đấy. Cần máy này máy đi hiệu Daiwa các bác nha, hiệu Daiwa. Hiệu Daiwa của máy Nhật luôn, Nhật Bản này ha. M371 trọng lượng 220g, giá cũng 250k các bác nha. 250k. Rồi tiếp tục em lên con máy đĩa các bác nha. M372, một con máy đĩa nha. Đây, máy đĩa quay tay phải các bác nha. Đây. Đây các bác. Đây quay 2 chiều. Quay một chiều. Các bác nào không muốn quay nữa thì ấn cái này xuống. À, này xuống ha. Vẫn kêu ra. Mình kêu cái bên của nó. Đây các bác. M372 trọng lượng 360g, giá 250k. M373 các bác. 373 cũng là một máy ngang. Máy này dành cho các bác đi đánh lure. Con này của thằng Hàn Quốc. Bass Hunter 309. À, máy rất mượt mà các bác nha. Này. M373 trọng lượng 240g, giá là 250k. Tiếp tục em lên cái M374 các bác nha.
Rồi, 374 một con Abetto 3000 hiệu Shimano. Cước 2 vào 220, cước 3 vào 150, cước 4 vào 100. Size thực của nó 3000, con này của thằng Malaysia. Toàn thân carbon, tay quay kim loại. Có máy hoạt động rất mượt mà các bác nha. Con này dùng các bác đi đánh lùa cũng được nha, đánh lùa máy đứng nha. Gạt cước ok, mở bên sóng các bác nha. Gạt cước ok, mở bên sóng ha. Lưới gà nó còn kêu luôn các bác này. Ok. Tay quay đổi luôn. Máy rất mượt các bác nha. Abetto 3000. Chai thực nó 3000 luôn các bác. Con máy khá đẹp ha. M374. Trọng lượng là 320 g. Con này là giá 380k. M375 các bác. 375 một con, một con máy Sprinter R2500. Con này hiệu Daiwa Machin China xuất Nhật. Cối kim loại toàn thân carbon. Cối và tay quay kim loại toàn thân carbon. Mô bên sóng. Lưỡi gà còn ok luôn. Gạt cước cũng ok luôn. Đây các bác. Máy hoạt động rất mượt mà. Quá đẹp. M375, trọng lượng là 300 g, giá cũng 280k. Toàn bộ em bao ship cho các bác. M376. 376 một con Bio Butter hiệu Shimano. GT 3000. Cước 3 vào 200, cước 4 vào 150, cước 5 vào 100. Nếu mà tính theo dòng cước này là con này 4000 các bác nha, con này 4000. GT 3000 là cái model của nó, còn size thực của nó là 4000 nha. Cước 3 vào 200 là 4000 các bác nha. Đấy. Tay quay và cối kim loại toàn thân carbon ha. Máy hoạt động rất ok nha. Tay quay đổi cho các bác luôn. Rất mượt mà luôn. Mò bên sóng. Lưỡi gà còn ok luôn, gạt cước ok luôn. Con này của Nhật luôn các bác nhé, Machin Japan ha. Có cái là cái cối nó bị hơi han các bác nhé. Này, muối ăn ở ngoài, phần ngoài các bác này. Các bác mua về thì chà sơ qua cái, không ảnh hưởng gì nhé. Nó ăn một lớp mỏng ở ngoài thôi các bác nhé. Đấy. Cho nên để giá bình dân cho các bác ha. Giá có 400k. Thì con này mà một cối uống ăn thì có tầm 700, 6-700 con này ha. Thế nên con này nó bị muối ăn, nó bị 400 ha. M376 các bác nhé, trọng lượng là 320 g, giá 400k. M377. 377 là một con Emblem hiệu Daiwa 2500 LBA. Con này có thắng ABS. Con này thì toàn thân carbon. Máy Nhật. Cước 2 vào 200, cước 3 vào 150, size thực nó 3000. Con này là nó có tay thắng, nhưng mà tay thắng ở bên Nhật người ta cắt bỏ rồi. Con này là con máy cối con máy mô bình chết các bác nha, mô bình chết đấy. Mô bình chết. Con này chỉ có tại bắt cá là các bác cứ đưa cá vào luôn nha, không có dìu được, không có xả mô bình được nha. Vì con này là mô bình chết các bác nha. Đấy. Đó, em cũng để giá hữu nghị cho các bác luôn. Đấy. M377 các bác nha, trọng lượng 300 g, giá có 230k các bác nha. Đây. Thì các bác nào xài được mô bình chết này thì ủng hộ em nha. Còn không xài được thì mua máy khác ha. Mua con khác. Cái con này M378 các bác nha.
M378 một con Acos 4000 các bác nhé. Cước 3 vào 200, cước 4 vào 150, cước 5 vào 110 ha. Xe thật con này 4000 luôn, hiệu Shimano, máy của thằng Malaysia. Toàn thân carbon, tay quay kim loại. Gạt cước ok. Mò bên sóng. Lưỡi gà còn ok luôn. Đấy, các bác nghe không? Đấy. Máy này khá đẹp các bác. Trầy xước nhẹ theo thời gian ha. Con này trầy xước ít. Và máy còn sáng còn đẹp luôn các bác ha. Rồi, M378, trọng lượng của nó là 320 g, giá là 400k nhé. Rồi tiếp tục em lên cái M379 các bác nhé. 379 một con Worldspin 2000 hiệu Daiwa. Con này của thằng Majin Việt Nam các bác nhé. Việt Nam xuất Nhật nha. Cối kim loại, cối và tay quay kim loại, toàn thân carbon nha. Máy hoạt động rất mượt mà nhé. Dùng nha các bác về đi lure rê ha. Lure rồi các bác đi đánh mấy con cá vừa vừa là ok, tuyệt vời luôn ha. Bào mượt các bác nha. Mò bên sóng gạt cước ok ha. Đấy. Tay quay đổi luôn các bác. Rất mượt mà luôn các bác nha. Bác nào muốn kỹ thì về mở ra cho thêm tí dầu mỡ nữa là ok ha. Rất mượt luôn. Giá cả cũng hợp phải chăng luôn. M379 280 g, giá cũng 280k. Đấy. M380 các bác nha. Đây. 380 một con lồng cát các bác nha. Một con lồng cát Sport hiệu Daiwa, máy Nhật luôn các bác này. Cối kim loại, cối và tay quay kim loại toàn thân carbon ha. Gạt cước ok, mò bên sóng nha. Cước 2 thì nó bị mờ này, cước 2 vào 200, cước 3 vào 150, cước 4 vào 100 ha. Rồi sai thời con này cũng 3000 luôn các bác, 3000 đây. Trời trước theo thời gian các bác nha. Màu mã thì còn ok ha. Dưới này còn có con gì đây? GS750M các bác ha. Đấy, con này bị khô dầu cũng hơi hơi không được carbon lắm. À, các bác mua thì em vào dầu mỡ cho ha. Không sao hết. M380 các bác nha. Trọng lượng 300 g, giá con này là 300k ha. Rồi, tiếp tục em lên cây M381 các bác. 381 một con lồng cát Sport các bác nha, con là hiệu Daiwa, hiệu Daiwa. Máy Nhật luôn, toàn thân là toàn thân carbon, tay quay kim loại. Con này là con GT850RD các bác này hả. Đấy. Con máy đuôi chuột các bác nha. Máy đuôi chuột, mô bin ở đây. Mô bin ở đây nha. Đấy. Bác muốn nhẹ hay mặn là cứ chỉnh vào thằng này. Đấy. Xả ra. Mô bin sống. Lưỡi gà còn ok luôn. Đấy. Các bác vặn cứng lại. Tải cá lên. Cứng ngắc. Hai chiều. Gật qua đây một chiều. Máy còn ok các bác nha. Đấy. Nhiều cái nó bị khô dầu mỡ ở trong nên đâm ra là quay thì nó không được cho mượt. Nhưng mà các bác mua thì em sẽ cho vào dầu nhớt mấy cái con mà không mượt này ha. Rồi các bác xài nha. Cước 4 vào 200, cước 5 vào 150, cước 6 vào 120. Rồi, sai con này là 4.500 các bác nha. 4.500, cái tầm đó, tầm 4.500 các bác. M381 các bác, M381 trọng lượng 400 g, giá là 380k.
382 các bác, 382 một con New Spatch 250 hiệu Olympic, máy Nhật, toàn thân kim loại ha. Gạt cước ok này. Đấy, mở cái này ra nó nhẹ hơn miếng. Gạt cước này ok, mô bên sóng này ha. Đó, dòng này dòng trâu bò này ha, các bác đi tải cá nha. Con này cũng vậy, con này cũng chắc cũng hơi khô dầu mỡ nha, hơi khô dầu mỡ một tí rồi. Máy hoạt động rất ok, rất mượt mà nữa các bác nha. Đây, cái con này nó không có thông số. Đây, thông số đâu. Con này không có thông số các bác nha. Máy đời cũ này thông số nằm đâu. Sai thời con này có tầm 5.000 các bác nha. 5.000 nha. 5.000. Đấy. M382 các bác. Trọng lượng 500g. Giá là 450 nha. 450k. M384. Con này cũng mượt này. Con này mượt hơn chứ. Con Golden Spatch hiệu Olympic, con này máy Nhật các bác nhé, toàn thân kim loại nhé, gạt trước ok, mô bên sóng này ha, cước 3 vào 250, cước 4 vào 270, cước 6 vào 250. Đấy. Rồi, con này size thực của nó là 6.000 đến 6.500 các bác nha, 6.000 nha. Con này 6.000 đấy. Đấy. Size thực 6.000. Máy hoạt động rất ok, rất mượt mà, con này mượt mà bác nha. M384 trọng lượng 600g, con này giá 500k nha các bác, 500k. M385 các bác. 385 một con Daiwa Spotlight ST5000. Nhưng mà size thực con này là tầm 6.500 các bác nha. 6.500 đến 7.000. Cước 3 vào 390, cước 4 vào 280, cước 5 vào 220. Đấy. Con này tầm con này size thực tầm 7.000 các bác nha, 7.000 đấy, 7.000. Máy hoạt động rất mượt mà, rất êm, rất chạy, rất trơn tru luôn các bác nha. Đây, máy Nhật, toàn thân kim loại hết các bác nha. Gạt cước ok ha. Mở cái này ra, mau bên sống. Lưỡi gà còn ok luôn, con này dành cho các bác cái đánh biển nha. Máy hoạt động rất mượt mà nha, con này có cố trợ lực luôn các bác nha. Trợ lực này, cho các bác đi đánh, đi đánh giải rồi đi đánh biển nha. Con máy cũng khá đẹp các bác nha, khá đẹp. Các bác nào kỹ về lau chùi qua sơ cái này máy bóng còn ok luôn ha. Tay quay đổi các bác luôn nha. Này, tay quay đổi này, đánh cái này xuống gấp cần này ha, đánh lên ha. Máy hoạt động rất mượt mà các bác. M385 trọng lượng 600g. Con này giá là 650k các bác nha. 650k này. Máy bao mượt luôn. M386 các bác nha. 386 một con Utera 5000 hiệu Shimano. Cước 4 vào 200, cước 5 vào 150, cước 6 vào 130. Sai thực con này cũng 5.000 nha. Cước 4 là 200. Sai thực nó là 5.000 luôn các bác nha. 5.000 nha. Tay quay và cuối kim loại toàn thân carbon nha. Máy hoạt động rất mượt mà. Đây, con này có thằng ABS này ha. Đây. Hiệu Shimano. Đấy. Mở bên sóng các bác, lưỡi gà còn ok luôn, gạt cước cũng ok luôn, tay quay đổi luôn. Máy có trầy xước nhẹ theo thời gian các bác này. Đấy.
M386. Trọng lượng 500 g, giá là 750k. Máy quay bao mượt luôn các bác, rất êm, rất nhẹ nhàng. Rồi, trọng lượng là 500 g, giá 750 các bác nha, 750k nha. Rồi, tiếp tục em lên 3 cái bao. Em có 3 cái bao các bác nha. Rồi, bác nào nhanh tay thì được nha. Cho em về được cái nào em đưa lên cái đó, khách ủng hộ em hết rồi nha. Còn bác nào nhanh tay thì được, cho nhiều bác đặt hàng thì em không có. Rồi là em để mã số là 387 luôn các bác nha. 387 nha. Một cái bao vải dù các bác ha. Đây phần trong bao các bác này. Đây. Cái túi phụ này là ở ngoài này hình như là nó không có cái không có bạt tia các bác nha. Túi phụ này chắc người ta làm lồi ra miếng để các bác nhét cái. À nó làm lồi nên các bác nhét cái máy vào trong này đúng không? Đó. Nhét cái máy vào đây. Đó, đi câu xong rồi nhét vào luôn cho khỏi phải tháo máy ra đúng không? Đó. Còn ok các bác nha. Đây. Ở phần đáy này hình như là nó tróc một lớp và đó này hả? Đây. Nhưng mà không sao, còn nguyên hình nguyên dáng các bác nha. Còn nguyên hình nguyên dáng nha. Còn đẹp ha. Ba trăm tám bảy, cái bao này là dài 1m15, ngang 12 em đo từ bên này qua bên này là 12 các bác nhé. Để giá các bác là 200k nhé, 200k bao ship. Rồi. Rồi tiếp tục em lên cái mã là 388 các bác nhé. 388 là một cái bao, cũng là một cái bao vải dù các bác này. Đây. Bao này thì lớn hơn ha, hiệu Get đấy. Đây các bác, bao này cũng có một quay mang quay sắt luôn ha. Đó, hàng bãi cũng có tí bụi nhật các bác nha. Đấy, bụi nhật em chưa về chưa vệ sinh ha. Đây nha. Mở ra cho các bác xem bên trong luôn ha, bên trong. Ồ, bên trong còn mới đẹp các bác này. Bên trong còn mới còn đẹp như ngọc trinh luôn đúng không các bác? Đấy. Đấy. Còn ok các bác nha, bao còn đẹp nha, bao chưa hề rách rưới gì nha. À, bác nào nhanh tay thì ủng hộ em nha. Đây. Phần đáy còn ok luôn, chưa hề rách rưới các bác nha. Đó, chưa hề rách rưới. Bao này là dài 1m25, ngang của nó là 25 luôn. Ngang nó 25 là em đo từ cái bụng của nó các bác nha. Bụng của nó qua bên này là 25 phân ha. Rồi giá là 350k. 350k các bác nha, được bao ship các bác luôn nha. Rồi tiếp tục em lên cái mã cuối cùng là 389 các bác nha. Lâu lắm rồi mới về được cái bao này. Bao này là bao hiệu Sasaki. Thì nó dài là quá. Sao nó để dài 1m6 lên các bác, để em đo lại nè. Ở trên bao thì nó để 1m6 mà em đo thực tế là 1m55 các bác nha. 1m55 nha. Đấy. 1m55 mà hồi này thì em tưởng 1m5, em ghi 1m5 mà thực tế ra là nó 1m55. Mở trên bao thì nó để 1m6 các bác nha. Nó để 1m6 này ha. Đây. Hiệu Sasaki ha các bác nha. Bao này á là dài 1m55 đi. Em đo thực tế cứ cho 1m55 đi. Đấy, bao này cũng có một quay mang và một quay sắt. Bao này là nói tương đối là dài các bác nhé. Bao này dài, bao này nó về cái bao này dài. Bao này là có hai ngăn chính và một ngăn phụ các bác. Hai ngăn chính và một ngăn phụ. Đây một ngăn phụ của nó đây các bác. Ngăn phụ của nó là nó dài gần 80, 78. Ngăn phụ của nó dài 78 ha. Đấy. Đây là hai cái để cho các bác xem ngăn phụ nha. À, nó có bụi nhật đấy các bác nhé, em chưa vệ sinh nhá.
vệ sinh ở đây do trời mưa em là phơi cũng khô á, các bác về giặt lại ha. Bên trong thì ok các bác nhé, đây bên trong này còn mới toàn luôn đúng không? Đấy, đây là túi phụ, còn cái túi chính của nó này các bác. Phần này nó cũng có hai cái bật tia các bác nhé, có hai cái bật tia, một cái này, hai cái này, một cái này, hai cái này. Đấy, còn mượt mà các bác nghe, còn ok nhá. Mà cái này nó bị đứt, nó đứt cái nắm rồi nha, đứt cái nắm rồi, các bác về kiếm cái gì bỏ vào xài vẫn còn ok nhá. Đây, quá đẹp luôn các bác, bên trong này còn ok luôn các bác nha, còn mới nha. Và mỗi ngăn vậy là nó làm một cái lớp mút nữa, rất là êm các bác nhé, lớp mút này ha. Đây cho các bác ngăn thứ hai nha, ngăn thứ hai của ngăn chính ha. Đấy, rồi Sasaki các bác nha, bao này bao Nhật luôn, chính hàng của Nhật luôn các bác nha. Đấy, phần đáy còn ok luôn, chưa hề rách rưới các bác. Đó, bao còn ok, chưa hề rách rưới luôn các bác nha, nguyên hình nguyên dáng luôn. Đó, như cái bị nó bị mất một cái dây kéo chỗ này thôi, cái móc mình nắm mình kéo thôi ha. Ở ngoài này nó có phần dơ ha, dơ này là nó sự nhặt về dơ thôi ha. Rồi, bao này là dài 1m55. Nãy em đo thực tế, hồi nãy em tưởng là 1m rưỡi nhưng mà thực ra em đo là 1m55 nha. Mà để trên bao thì 1m6. Dài ngang của nó là 24 phân nha. Là 24 phân là em đo cái bầu của nó nha các bác. Giá là 550k. 389 giá là 550k ha. Rồi, các bác nào ủng hộ em thì cứ liên hệ về số 0778873789 các bác nha. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi đoạn clip của em nha.